Trại tù 53. Thời ở tù tại trại Lam Sơn, một số cán bộ gốc miền Nam cấp lớn thỉnh thoảng cũng đến thăm con em mình. Chủ nghĩa cộng sản không gột rửa được những tình cảm con người, nhưng chế độ tàn bạo đã làm thay đổi, hạn chế những tình cảm ruột thịt, họ thường trần tình. Cha vẫn thương con, nhưng không thể vì con mà ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng xây dựng trong 30 năm qua. Chính vì những hiện thực tồi tệ đó mà tôi đã tuyên bố sẽ từ chối gặp người anh nửa ruột thịt của mình nếu anh đến thăm tôi với lối chơi chữ đồng âm dị nghĩa. Ngày xưa anh và tôi cùng máu mủ, giờ đây anh đi theo cộng sản, anh trở thành người khát máu. Tuy vậy, ông anh cũng đã lặn lội đường xa đi tìm tôi 3 lần ở 3 trại tù khác nhau. Lần đầu tiên năm 75, anh đến trại Lam Sơn thuộc địa phận Nha Trang. Anh bị ban chỉ huy trại tù yêu cầu trở về vì đám Anten đã báo cáo câu tuyên bố trên của tôi. Năm sau, anh lại đi mấy ngày đường từ Sài Gòn ra Tuy Hòa, băng đồng vượt suối tìm đến trại 52 thuộc tỉnh Phú Khánh. Lần này trại tù còn có lý do chính đáng hơn để cấm thăm nuôi. Tôi bị cùng nhà kỷ luật vì lý do chửi cán bộ và không chấp hành lệnh bắt quỳ. Theo nội quy thì những tù binh bị phạt kỷ luật không được thăm nuôi trong vòng từ 3 tháng trở lên. Đẩu, người tù binh phụ trách chăn bò cho trại, sau đó gặp tôi tả lại cảnh gặp anh tôi trên đường. Anh tôi hỏi, anh có phải tù binh ở trại này không? Dạ phải. Anh có biết Lý Tống không? Dạ biết, nó đang bị kỷ luật. Tôi là anh nó đây, tôi đi thăm nó mấy lần mà lần nào cũng bị đuổi về không cho gặp. Nói đến đây anh khóc nức nở, đạo diễn tả dáng dấp người đàn ông cao dong dỏng gầy, đeo kính cận rất trí thức, rất tình cảm. Và cái buổi chiều thật buồn trên con đường thật vắng lặng heo hút, người đàn ông cúi mặt lầm lũi trên đường về, vừa đi vừa khóc tức tưởi. Đậu kể lại với sự xúc động chân tình và tôi cũng xúc động theo. Năm sau, cùng với đứa con gái lớn, anh lại phải vượt đoạn đường xa hơn, hiểm nghèo hơn, đi đến khu vực nhà tù trại 53 mà chung quanh chập chùng núi non và lác đác vài buôn làng người thượng. Ngày xưa Lưu Bị 3 lần yết kiến Khổng Minh để cầu hiền tài, ngày nay người anh cùng cha khác mẹ đi tìm tôi 3 lần mới được gặp mặt. Gặp anh tôi nhớ lại những câu chuyện năm xưa, những ngày khói lửa ngập tràn xóm làng quê hương. Cha tôi là một địa chủ giàu có với hàng trăm mẫu ruộng cò bay thẳng cánh. Với uy tín và khả năng kinh tế, cha tôi đã tập hợp tất cả nông dân trong làng, huyện, hướng dẫn và nuôi nấng họ để thành lập mặt trận kháng chiến tại quận Hương Thủy, Thừa Thiên, Huế, chống lại bọn thực dân Pháp. Nhà tôi trở thành bộ chỉ huy. Ngày ngày một bộ phận nhà bếp lo phụ trách nấu từng chảo cơm lớn để cấp phát cho lực lượng thanh niên chiến đấu, cũng như những người dân nghèo đói thiếu thốn. Tất cả kế hoạch phòng thủ làng xã đều được truyền đi và báo cáo tại đây. Thế rồi quân Pháp đã dùng lực lượng vũ trang mạnh bằng xe tăng, máy bay, tấn công và càn quét toàn vùng. Cha tôi cùng toàn bộ tham mưu bị bắt, bị dẫn vào rừng và bị xử bắn. Chiếc đầu bị chặt đứt lìa khỏi thân thể tại một địa điểm bí mật và hẻo lánh, mà sau này khi những người thượng trong toán dẫn tội nhân đi hành hình kể lại, với câu nói ngắn bằng tiếng Pháp và bàn tay làm dấu cứa ngang chiếc cần cổ đang ngửa lên, gia đình tôi đã khổ công nhiều năm vẫn không tìm ra được địa điểm xử tử để hút xương cốt người thân yêu về chôn cất. Người anh đang bị giam giữ tại nhà tù nghe tin cha chết vượt ngục trốn thoát, lực lượng kháng chiến địa phương hoàn toàn tan rã. Anh trốn vào rừng, cuối cùng không còn đường nào khác, anh đành đi tập kết. 10 mấy năm sau trở lại Sài Gòn với chức giáo sư dạy văn và sinh ngữ khiêm nhường tại đại học, sau khi Sài Gòn bị mất vào tay cộng sản. Trại 53, nhóm Quách Giang gồm 7 người đào thoát được 3 tháng. Một hôm trong công tác về nhà nhận đồ tiếp tế, Quách Giang bị bắt chỉ vì khát nước vào vườn dân bẻ trộm mía. Tệ hơn nữa, thay vì làm kế hoãn binh để nhóm trong rừng kịp thời di chuyển, Quách Giang đưa điều kiện để dẫn du kích đi tìm bắt trọn ổ đồng bọn. Một bữa ăn ngon với một chai rượu và một con gà luộc. Sau khi xa lưới, 4 người được chuyển giao nhốt tại nhà cùm 53. Một bữa trưa, sau giờ ăn cơm, cả trại tù nhớn nhác vì những tiếng la thét kinh hoàng.
đứng dọc theo hàng rào, tù binh chứng kiến cảnh nhà kỷ luật đang bốc cháy nhưng chưa có lệnh nên không ai được ra cổng để cứu người bị nạn. Lửa gặp tranh khu, gió lớn, bốc cháy tàn bạo, tiếng kêu cứu của người bị đốt cháy chìm trong tiếng gào trú của cơn bão lửa. Đợi khi nhà cùm hoàn toàn thiêu rụi, ban chỉ huy trại mới cho lệnh xuất trại cấp cứu. Chúng tôi chỉ còn kịp khiêng xác bạn bè bị cháy căn phòng, nứt nẻ từ nhà cùm đến nhà xác. Lửa đã giải phóng đôi chân họ khỏi cặp cùm bằng gỗ. Lửa mở rộng khung cửa hàng ngày đóng im ỉm, giam cầm cuộc đời phạm nhân trong bóng tối miên viễn. Quách Giang sống sót một mình nhờ nằm ở gian nhà sau, có hầm đất che chở. Tôi ở trần cổng Quách Giang vào bệnh xá, mùi thịt người cháy khét lợm giọng, hơi thịt người cháy hít vào phổi, ngấm vào da thịt cả tuần còn tổm lộm buồn nôn. Quách Giang bị cưa hai bàn chân, hai tuần sau cưa lên đầu gối, và sau đó cưa lên tận hán, vì việc cổng ít khi thừa thuốc trụ sinh để chích cho tù, nhất là tù trốn trại. Quách Giang được thả về. Việc cổng không có tài trị bệnh nhưng là một bậc danh sư về định bệnh. Ít có tù nào được phóng thích vì bệnh mà lại sống quá 2 tháng. Quách Giang không chịu đau đớn vì vết thương thể xác, mà vết thương tinh thần còn trầm trọng hơn. Sự hối hận về hành động ngu xuẩn và hèn hạ của mình đã hãm hại đồng bạn nên tự tử chết tại nhà. Điều trắng trợn thô bỉ nhất là ban chỉ huy trại bắt tên chó săn Sơn Khói, khối trưởng của tù, làm bản báo cáo lên ty công an để chạy tội đốt nhà kỷ luật. Toàn thể tù binh trại 53 nhận tội vô lý, làm cháy nhà kỷ luật. Ấn tượng kinh hoàng chưa kịp phai mờ thì chuyện khủng khiếp khác xảy ra. Một chuyên viên sát nhân từ Hà Nội được biệt phái đến điều tra. Trung úy Cường, ông già hớt tóc, cựu trung úy an ninh quân đội được hỏi thăm sức khỏe đầu tiên. Cường già khai trương nhà kỷ luật mới. Sau khi bị cháy, nhà kỷ luật được xây cất lại theo kiểu mẫu tiêu chuẩn, gồm nhiều phòng xây thành hầm chữ A, đắp bằng đất sét. Bề cao không đủ đứng, bề dài không đủ nằm, hai bàn chân bị cùm thò ra bên ngoài cửa. Cùm gỗ là hai thanh gỗ khép lại, khoét hai lỗ vừa khổ với cổ chân, ban đêm những bàn chân nằm trơ trọi bên ngoài trông thật kinh dị. Những bàn chân khốn khổ vì lạnh lẽo vì muỗi đốt, có lúc bị kiến, rắn cắn hoặc chó chuột gặm và những tên gác ác độc, mỗi lần đi ngang lại đá đạp hoặc dùng cây đập. Nhân ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, Cường già được đặc ân cho về trại một ngày. Cường già thổ lộ với người bạn thân cận nhất: chúng nó muốn tôi khai toàn bộ hệ thống an ninh và các nhân viên liên hệ cũ. Tôi cương quyết giữ bí mật vì sợ nguy hiểm cho tính mạng nhiều người. Tôi cũng biết rõ với những đòn tra tấn độc ác của tên chuyên viên, tôi sẽ không sống nổi gì vậy á. Chỉ có tự tử là giải pháp tốt nhất để thoát khỏi đại nạn này. Tối hôm đó, Cường già uống thuốc ngủ giấu sẵn, trút hơi thở cuối cùng, chúng tôi lại thức đêm đi đào huyệt và khiêng xác chết đi chôn. Việt Cộng vẫn thơ ngây nghĩ rằng bóng đêm sẽ bao che những việc làm tàn ác mờ ám của họ. Cường già nằm chưa ấm đất thì một tù binh khác bị nhốt thấy chỗ. Người này là một tù binh bị bệnh, không được nghỉ làm việc, không được phát thuốc uống. Anh ta tức giận nguyền rủa cái bệnh xá mà thuốc đỏ được xem là thuốc cấp cứu vì có sự hiềm khích sẵn. Sơn Khói báo cáo mật lên trại. Sau 2 đêm bị cùm, cán bộ trại thông báo tù binh bị kỷ luật đã thắt cổ tự tử và giải thích anh ta dùng dây vải quấn quanh cổ rồi dùng hai tay mình tự xiết cổ đến chết. Cả trại tù 53 xôn xao căng thẳng. Một hôm đang cưa gỗ, tôi bỗng ngừng tay theo linh cảm. Tên chuyên viên giết người từ hồi nào đang đứng đó nhìn tôi, đôi mắt âm u như bóng tối thoát ra từ chính tầng địa ngục. Một dòng điện lạnh vụt chạy qua cột xương sống. Lần đầu tiên trong đời tôi bắt gặp một cặp mắt kinh dị như vậy, cặp mắt như có oan hồn lẫn khuất, cặp mắt của kẻ thèm khát giết người và đã từng nhiều lần nhúng tay vào máu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy rần rợn bất an, tôi chờ đợi. Có đêm giữa giấc ngủ giật mình thảng thốt, tôi biết rằng nếu chết lần này chắc chắn sẽ không chết nhẹ nhàng như một phát súng nổ vào đầu, như một lưỡi cuốc đập vào óc, mà cái chết sẽ khủng khiếp và ghê rợn hơn. Nhưng số tôi vẫn chưa chết, tên chuyên viên giết người đột nhiên biến mất khỏi trại. Đấu khẩu.
một hình thức đấu tranh trong nhà tù cộng sản. Tất cả mọi người đều có quyền ngăn tôi làm điều xấu, nhưng không có một ai có thể ngăn tôi làm điều tốt đẹp, hữu ích. Công bằng mà nói, trong nhà tù cộng sản, có nhiều loại lính cộng sản và nhiều loại tù, cũng có những bộ đội biết điều chịu chơi và cũng có nhiều anh chị em tù nhân luôn luôn hiên ngang không khuất phục. Họ chấp nhận chết hoặc cầm kẹp để bảo tồn danh dự và khí phách, không kể những người đã từng được tù binh ngưỡng mộ trong tất cả những trại tù khác trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Riêng tại nhà tù A30 đã có những tấm gương sáng, một chị Hồng dược sĩ bị kết tội phản động, âm mưu lật đổ chính quyền. Trước tòa án nhân dân, sau khi nghe kết án 6 năm khổ sai, chị Hồng đã thản nhiên đáp lại: "Tôi sợ chế độ các ông không còn tồn tại đến ngày đó để giữ tôi." Tên chánh án tức tối điên người thét lớn: "Tăng lên 12 năm khổ sai!" Một khang cục vượt biên bị bắt, mấy tên bộ đội Việt Cộng nhóc con nhìn thân thể tàn phế của khang hỏi một cách chế nhạo: "Mày bị cục dò làm sao đi vượt biên được?" Khang trả lời một cách ngang nhiên: "Tôi đi vượt biên bằng cái đầu." Một khải đã lớn tiếng chỉ trích: "Cán bộ không đủ khả năng và đạo đức để làm quản giáo chúng tôi." Và đã vạch ngực hét lên: "Bắn đi!" khi đám đông cán bộ quản chế xông vào định hành hung khải. Một cô bé lọ lem 15 tuổi bị bỏ tù vì tội chống phá cách mạng. Trong cảnh tù đầy khổ hình, em lúc nào cũng vui đùa yêu đời. Em vui đùa cho kẻ thù thấy em coi khinh những hình phạt, những tra tấn. Nhưng về đêm em vẫn thường nằm khóc một mình. Những giọt nước mắt thánh thiện đã làm tôi xúc động. Tôi viết mấy dòng thơ tặng em. Những nụ cười của ngày đã nâng cao phẩm chất những giọt nước mắt của đêm. Ơi cô bé lọ lem, hãy mãi mãi xanh tươi nụ cười, và đời sẽ cùng em nâng niu những dòng nước mắt. Và chính hình ảnh can đảm đó đã thúc giục tôi làm một bài thơ để cắm cảnh phận tù và nổ vào bọn ăn tên. Nhân dịp trại bị bắt, mỗi người viết một bài cho Bích báo xuân. Tôi ngưng làm thơ đã mấy năm, kể từ khi bị buộc tội bôi nhọ nền văn hóa văn chương của cách mạng, bởi vì tôi trêu ra quảng cáo, làm thơ mướn ca ngợi Bác và Đảng mỗi bài giá 2 cục đường, cam đoan hay hơn thơ Tố Hữu. Cuộc hóa thân mùa xuân. Mỗi dịp lễ lớn, Việt Cộng thường cho làm báo tường và bắt tù binh phải làm thơ viết văn để đánh giá mức độ học tập tiến bộ của mỗi người. Đây là bài thơ xuân nhân dịp Tết đã được Ban Giáo dục trại tù A30 nghiên cứu kỹ và ghi vào hồ sơ đen của Lý Tống. Mùa xuân, ngày mai, có thể nào ca ngợi mùa xuân khi con tim ta không hề rung động? Có thể nào nói đến ngày mai khi hôm nay ta quên mình đang sống? Ta hôm nay có thể nào cứu được cây khi những rễ cây không tự mình vươn đi tìm mạch sống? Và người, một lũ người bất nhân, và người, một bọn người vong thân, có thể nào chữa hết được vết nhơ trong đầu những con vật người hèn hạ? Có thể nào soi sáng được lương tri cho người, kẻ mong suốt đời quy lụy, phải luộc vào nước sôi, phải tắm lửa nắng, mưa dầm, như cuộc hóa thân của đời hạt lúa? Phải túm lấy cổ, phải nhổ tróc da đầu, phải nhận xuống bùn sâu như nhánh mạ non để đâm xanh những nhành lúa trổ. Có hạnh phúc nào không vươn lên từ đau khổ, và thăng hoa nào không tổn thương? Chú thích: hạt giống lúa phải được ngâm nước nóng để mọc mầm trước khi gieo mạ và sau đó nhổ mạ để cấy lúa. Những quá trình trong giai đoạn trồng lúa cũng khắc nghiệt như quá trình cải tạo để tu luyện của một người tù. Một thầy tu, giáo chủ trẻ tuổi của một tôn giáo hòa đồng mới có khá nhiều tín đồ, thầy Thu, một nhân vật được mô tả là vị cứu thế tương lai theo sách Sấm Ký, thầy sinh tại Tuy Hòa với các vị tướng Kim Ngưu Bào Tạng, Bao Tử Bò ăn xong nhai lại, hai ngón tay cái có chữ vương, miệng có dấu chữ đinh, đúng như lời tiên tri. Cán bộ Việt Cộng có lần lột da tay thầy để xóa dấu chữ vương. Thầy Thu không hề đến trường học, tất cả kiến thức thông thái đều được truyền thông trực tiếp bởi Thượng Đế bằng thứ ngôn ngữ Đại La Thiên. Những người tù nằm chung phòng kỷ luật với thầy đều xác nhận là nhiều đêm,
Tự nhiên họ giật mình thức giấc vì một thứ ngôn ngữ lạ lùng ríu rít giữa thinh không. Lúc thầy Thu đang ngồi thâm thiền trong tình trạng mộng du, thầy Thu xây dựng học thuyết mới, chính trị thiên mệnh. Tôi được nghe thầy Thu giải thích một số ít về cách vận dụng và hướng dẫn quần chúng một số triết học cơ bản. Thầy có một kiến thức uyên bác, mặc dù chưa hề đọc một cuốn sách nào, chưa học một trường nào, chưa từng đến võ đường, thầy còn dùng võ nghệ siêu đẳng bẩm sinh để thu phục các giới giang hồ hảo hán ở Tuy Hòa. Thầy sáng tác những bài thơ nhạc và đặc biệt bài quốc ca tương lai của Việt Nam nghe thật hùng tráng với một số từ ngữ mới lạ. Mặc dù có một số người đã phá cho rằng thầy dùng ma thuật và chỉ trích rằng đã có nhiều nữ đệ tử hiến thân làm vợ thầy, nhưng một số khác, đặc biệt là nhóm trí thức trong trại A30, lại hoàn toàn tin tưởng như những kẻ cuồng tín. Họ tin rằng triều đại quân chủ tương lai của Việt Nam tới 72 bộ sẽ có thật, và vương quốc Việt Nam sẽ bao trùm cả khu vực Đông Nam Á. Tất cả mọi tín ngưỡng của thế giới đều sẽ quy về một mối. Tôi được thầy Thu mời đến chỗ thầy nói chuyện vài lần ngắn ngủi, kể từ khi thầy được thả ra khỏi nhà kỷ luật. Riêng cá nhân tôi chưa đủ dữ kiện để phán xét, nhưng theo Cường, một sĩ quan trẻ có nhiều quan điểm chững chạc và ý kiến sắc bén đã phát biểu. Tôi chưa được chứng kiến những phép lạ đó, tôi không xác nhận phe cuồng tín hay phe chống đối đúng, nhưng rõ ràng có thể khẳng định rằng thầy Thu là bậc thầy siêu việt về chiến tranh tâm lý chống cộng sản. Có một sự thật đau lòng chúng ta cần thú nhận, đó là nếu tất cả các tù binh đều đoàn kết, tất cả tù binh đều biết tự trọng, tự bảo vệ danh dự mình, sẵn sàng hy sinh để đấu tranh tới cùng, chắc chắn những thảm cảnh đầy đọa của kẻ thù áp đặt trong nhà tù sẽ giảm bớt. Một số trại tù giam giữ riêng các chiến sĩ phục quốc, có trại cộng sản không những không dám đánh đập tù mà còn không ngăn cản được chuyện anh em tổ chức chào cờ hát quốc ca trong những ngày lễ cũ của miền Nam. Cái thời tù binh đành phải sống nhẫn nhục để được yên thân, trừ một số ít luồn cúi bợ đỡ vì những quyền lợi nhỏ mọn, vì ích kỷ cá nhân. Những lối bạo mồm, bạo miệng đã tăng thêm huyền thoại cho thái độ không khuất phục trước kẻ thù ngay chính trong nhà tù cộng sản. Tôi nhớ đêm sinh hoạt đọc báo, khi nghe đoạn chế độ Pol Pot thật dã man tàn bạo, bọn Pol Pot áp bức bóc lột đến nỗi người dân phải lánh vào rừng bắt rắn để ăn. Tôi cười rộ nói lớn, thiên đàng, thiên đàng. Tên quản giáo quắt mắt nhìn tôi hỏi, anh muốn nói đùa hả? Y đâu có, bởi vì ở đây cả năm rồi không còn lấy một con rắn, lâu lâu gặp một con cả chục đứa giành nhau, thiếu điều đập cuốc vào đầu nhau. Campuchia còn nhiều rắn để ăn thì đúng là thiên đàng. Nhớ một hôm cán bộ Việt Cộng cao cấp đến tham quan trước cảnh trại tù rực rỡ những vườn hoa, hoa trước sân cổng trại, hoa giữa các sân nhà, vị này hứng khởi khen ngợi. Hè trại A30 đẹp lộng lẫy như một cô gái 18 tuổi dậy thì. Vô tình đứng gần tôi không dằn được buột miệng nói móc. À thưa ông, chừng sang năm khi hoa xương rồng bắt đầu nở bông chen chúc cùng các hoa kiểm gai trầu chung quanh trại, ông sẽ thấy A30 đẹp đẽ gấp ngàn lần. Cây xương rồng được trồng xen kẽ giữa hai lớp kẽm gai để tăng cường sự vững chắc và kiên cố của hàng rào bao bọc quanh nhà tù. Các cán bộ trại đi hướng dẫn phái đoàn trừng mắt nhìn tôi, và sau đó vài ngày bỗng có lệnh phá bỏ một số vườn hoa. Hay là biện pháp nhốt tù trong rừng sâu trong những môi trường dễ mắc bệnh lại thiếu thuốc men, tạo ra những bộ xương người gầy còm đi bằng ba chân. Vì thiếu chân thứ ba, cái gậy, họ sẽ không lết tới lết lui nổi, hoặc nằm bất động tại chỗ. Lâu ngày, những vết thương lở lối sinh dòi bỏ lúc nhúc. Hay áp dụng biện pháp xếp hạng tù binh theo tiêu chuẩn ABCD để phân phát lương thực. Nghĩa là những tù binh tiến bộ chịu làm tay sai, làm chó săn, được lãnh cơm phần A gấp hai lần phần D dành cho những tù lao động thiếu chất lượng, tư tưởng chưa giác ngộ, ngoan cố bất trị, trại tù còn ưu tiên cho các nhà trường tổ trưởng và các thành phần chịu cộng tác với họ được ngủ đêm với vợ mỗi lần thăm nuôi. Chính những người tù từng có ý phản đối tẩy chay cái xảo thuật dùng mồi vợ để nhử chồng,
Từng quan niệm gay gắt rằng biện pháp này đã hạ giá trị của người vợ xuống mức một cô gái điếm, cuối cùng lại phải đầu hàng mọi điều kiện để được ngủ với vợ một đêm, họ tự bào chữa, cần bằng chuyện gia đình với vợ. Được một lần họ lại muốn được những lần kế tiếp và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được nguyện vọng đó. Tập thể tù binh càng ngày càng phân hóa, chia rẽ, bạc nhược. Bởi vì Cộng sản là một tâm lý gia đầy kinh nghiệm, biết sử dụng đủ cách để làm cho con người cam chịu và chấp nhận. Thà sống nô lệ hơn là chết, những tù binh phạm kỷ luật của trại tù sẽ nhận được những biện pháp trừng trị đặc biệt. Không kiểm soát và chi phối hoàn toàn được cái phần trong đầu của tù binh, Cộng sản dùng biện pháp vật chất để lung lạc và biến chất những tù binh thiếu lập trường và tinh thần bạc nhược. Không những chỉ đày đọa tù nhân bằng lao động khổ sai, việc Cộng còn kèm kẹp bằng tiêu chuẩn lương thực tồi tệ. Chuyện ăn uống làm tôi nhớ đến hôm một phái đoàn cao cấp xuống thăm trại tù A-30. Có lẽ họ đến bất ngờ nên trại chưa kịp chuẩn bị tăng thêm một ít lương thực. Cái lượng lương thực họ cắt xén hàng ngày để làm của riêng, mặc dù cái tiêu chuẩn chính đã vô cùng khiêm nhường. Phái đoàn lại đến vào giờ phát cơm chiều, nên một số cán bộ đã đi vòng vòng hỏi thăm, làm như ra vẻ chăm sóc, chiếu cố đến anh em tù binh. Khi thấy đã mang một cái tô đựng cơm, cái tô được cắt ra từ cá nón nhựa lính cũ để xài cho bền, một cán bộ chặn hỏi, phần cơm nhà nước phát như vậy chắc anh ăn no đủ chứ? Đạm cười khẩy trả lời, nếu phần này tôi ăn một mình thì cũng tạm no, nhưng tiếc thay phần này lại phải phát cho một tổ 10 người. Tay cán bộ mặt ngố ra vì ngượng bỏ đi thẳng một hơi. Hoặc như tại trại tù A-30, Cộng sản dùng những danh từ thật kiêu để đặt tên những con đường, chẳng hạn con đường đi vào cổng có tên đường tình thương và đoạn đường chính từ khu A đi khu B có tên đường tiến bộ. Khôi hài thay, đường tiến bộ lại chấm dứt tại nghĩa trang chung những người tù chết vì bệnh hoạn tự tử hoặc bị xử tử. Vì thế, tôi đã đặt mấy câu thơ để châm biếm tên những con đường, trong đó có hai câu, đường tình thương bích kính lối về, đường tiến bộ hướng về nghĩa địa. Tôi nhớ lần đột nhập vào vườn của đám vệ binh vẽ trộm bắp, bẻ xong, nướng xong và phân phát cho bạn bè vừa hết một bao cát, thì tên quản giáo đi ngang bắt gặp y chặn tôi lại hỏi, bắp ở đâu anh có? Tôi lộn, nói láo, phải anh bẻ đằng giường kia không? Tôi tỉnh bơ không trả lời. À, thằng này láo, tại sao tôi hỏi mày không trả lời, mày tên gì? Tôi vẫn không thèm lên tiếng, y tức quá chạy tới một bụi chuối xé một mớ dây chuối rồi xông lại tôi nói lớn, tao trói đầu mày dẫn về trại, cầm đầu hòa mày lại, đồ phá hoại sản xuất. Bất thình lình tôi bỏ chạy, y vừa đuổi theo vừa lao báo động để các tên vệ binh có súng rượt theo tôi. Về đến vị trí tập trung của đội tôi ngừng lại, y vừa thở hổn hển vừa hỏi dồn dập. Tại sao mày chạy? Tại sao tao hỏi tên mày mà mày không trả lời? Có phải mày tên là Lý Tống hung dữ nhất trong trại này không? Dân, tôi thủng thỉnh đáp. Tôi không nói tên á, bởi vì không nghĩ một mình cán bộ mà tất cả các cán bộ trong trại đều biết tên tôi, còn chuyện chạy thì bởi vì tôi sợ. Nghe chữ sợ y khoái chí quên cả tức giận lặp lại. Ê, Lý Tống mà cũng biết sợ à? Phải sợ chứ, cán bộ biết sao không? À sao? Y nhanh nhẩu hỏi. Tại vì cái chỗ cán bộ bắt tôi là chỗ vắng vẻ, không có nhà, không có người, cán bộ lại không có súng. Trong khi cán bộ hùng hổ sĩ giả nhào vào định đánh tôi, trói tôi sợ rằng nếu đứng lại tôi sẽ nổi nóng, sẽ nổi máu liều. Do đó tôi sợ nguy hiểm cho tính mạng của cán bộ và phiền nhiễu cho bản thân tôi. Tên vệ binh cục hấn chửi càng theo giọng bắt. Đù mẹ mày là thằng bố náo, lúc nào cũng là ní nuộn chơi chữ. Và sau đó y chẳng hề nhắc lại tội bẻ bắp của tôi. Hoặc như lần đi cày, tên cán bộ ngồi rình trong một bụi chuối, thấy tôi vừa cày vừa cải thiện, bắt nhái, bắt trắng, bắt cua ốc, lúng cày ngoằn ngoèo không đều, giận quá y sĩ vả. Hey, anh cày như con kẹt. Buổi tối trong phần kiểm điểm, tôi khẩn khoản tự phê bình mình về tác phong lao động thiếu tiến bộ, sau đó nói thêm, lời chửi mắng cày như con kẹt của cán bộ không những chỉ làm tôi tự thấy lỗi lầm của mình, mà còn giải phóng cho tôi khỏi điều dằn vặt ám ảnh trong nhiều năm qua. Đó là chuyện của con kẹt 7 năm về trước. Số là trước kia tôi vừa là phi công vừa là quản lý câu lạc bộ sĩ quan,
Một hôm chuẩn bị làm tiệc lớn để quan khách từ bộ tư lệnh ra thăm căn cứ, tôi chỉ thị cho nhà bếp làm một số món ăn đặc biệt. Thế mà hôm đó đầu bếp của tôi làm hư món ăn chính của buổi tiệc. Giận quá tôi đã chửi lớn. Ê, nấu ăn gì như con kẹt? Thưa cán bộ, thưa anh em, sau khi chửi một câu mất dạy như thế, tôi cảm thấy áy náy bức rứt về thái độ tục tiểu, thiếu giáo dục, côn đồ và khốn nạn đó. Tôi đau đớn khổ sở dằn vặt 7 năm nay bởi vì những từ ngữ thiếu văn hóa mọi rợ hạ cấp đó. Thế nhưng từ khi nghe cán bộ quản giáo, một nhà cách mạng chân chính, một người đáng kính đáng trọng vì tác phong đạo đức xã hội chủ nghĩa lại cũng dùng chữ con kẹt, tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng hẳn đi. Những dằn vặt ám ảnh của 7 năm qua đã được giải phóng. Một con người đáng kính đáng trọng mà còn dùng con kẹt để diễn tả tư tưởng mình, thì một kẻ tầm thường tội lỗi như tôi, nếu có lỡ dùng chữ con kẹt thì cũng chưa đáng để gọi là đồ mất dạy. Tù binh Khang đã dùng quyền nhà trưởng bắt tôi ngưng trò chửi xiên chửi xỏ trong lúc cán bộ Ly giận tím mặt định ngồi im. Có lần đi cắt tranh xa, thấy dấu chân cọp, chúng tôi được lệnh tập trung lại một chỗ gần an toàn vì có dấu sẵn một số tranh mấy hôm trước. Tôi lén bỏ toán cắt tranh đi lấy, qua khỏi chuông rừng vắng tôi bắt đầu ái ngại, những tiếng động lạ bất ngờ chung quanh làm tôi nhiều lần giật mình đánh thót, cảm tưởng như có cọp đang rình rập đâu đây, làm mũi tôi cứ đánh hơi thấy mùi hôi thối, và đôi tai bỗng trở thành nhạy bén, khuếch đại những âm thanh trung bình thành vang dội khủng khiếp. Nghĩ đến một đầu cọp rằn rợn, nhe nanh múa vuốt vồ chụp vào người, một chút ớn lạnh chạy dọc từ cột xương sống. Tôi phải tự tranh đấu với sự yếu đuối của bản thân đến kỳ cùng. Tôi nghĩ đến một ngày vượt ngục băng mưa vượt gió, một mình trong đêm qua những cánh rừng bạt ngàn bí hiểm đầy thú dữ và sự đói lạnh, sự cô đơn. Bỗng nhiên tôi bình tĩnh trở lại. Nếu không thắng được những cảm giác sợ hãi, tôi sẽ không thực hiện được ý định vượt ngục của mình. Tôi nghĩ cách dùng đòn sốc, cọp sẽ không dám nhảy phủ lên. Tôi còn khôi hài nghĩ đến chuyện dùng lưỡi liềm lẻ tay cắt bộ dế cọp về ngâm rượu uống. Nếu cọp phóng qua đầu hoặc quá bất ngờ, tôi sẽ dùng nhãn lực của mình đấu lại cọp. Tôi tin rằng, như có người đã nói, những người cặp mắt có thần có thể khuất phục hoặc làm cọp sợ. Lúc vệ binh kiểm soát thấy thiếu tôi, họ bèn đổ xô đi tìm. Họ không sợ tôi bị cọp bắt mà nghi tôi bỏ trốn. Khi tìm thấy tôi ngồi nhàn tản một mình trong khu rừng vắng vẻ nguy hiểm, quản giáo thu lên tiếng khiển trách. Tại sao tôi đã cấm anh đi xa mà anh không tuân lệnh? Anh lên đây lỡ gặp cọp rồi sao? À thì liều với nó chứ sao? Tôi trả lời. À, người anh hùng mà cũng liều mạng à? Tên thu quái trá bắt bẻ chữ liều mà tôi sử dụng. Dân, thưa cán bộ, mình chỉ anh hùng với những người có lương tri, lương tâm, có hiểu biết, chứ với loài thú dữ, loài thú vật mang rợ, hay cả với những con thú người, những loại mặt người dạ thú, mất nhân tính, mình phải liều mạng với nó chứ. Tên cán bộ thu giận tái mặt bỏ đi, không nói thêm một lời.